Thưa quý vị, khi nhận định về tình hình kinh tế của Việt Nam, nhiều tổ chức quốc tế đã cho rằng sự phục hồi của kinh tế Việt Nam cuối năm 2022 là nhờ vào việc tiêu dùng tăng mạnh mẽ. Và tại kỳ họp Quốc hội thứ 5 vừa qua, sau khi chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét kéo dài chính sách này để hỗ trợ nền kinh tế giảm tốc từ đầu năm nay, thì Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết tiếp tục giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng VAT trong 6 tháng cuối năm. Và ngay sau khi nghị quyết của Quốc hội, chính phủ đã ban hành nghị định số 44 giảm thuế VAT từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Theo đó, thì trừ doanh nghiệp bất động sản, tài chính, viễn thông, đối tượng hưởng lợi sẽ là toàn xã hội, từ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cho đến mỗi người dân. Đây là doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách được việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% xuống 8%. Năm ngoái, việc giảm thuế VAT đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí gần 2,5 tỷ đồng. Trong bối cảnh năm nay khi đơn hàng sụt giảm, tiếp tục giảm thuế VAT, số tiền này dù không lớn nhưng sẽ là nguồn tài chính giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho hơn 240 lao động. Nhờ có nguồn tiền này, công ty đã đầu tư vào cải tiến thiết bị, từ đó giảm chi phí giá thành sản phẩm. Kết quả trong năm 2022, công ty đã nộp ngân sách trên 10 tỷ đồng. Giảm thuế đó thì cái giá thành sản phẩm đến người tiêu dùng được hạ xuống, thì cái khả năng mua và sử dụng của người tiêu dùng tăng lên, thì cái nhu cầu tăng lên, sản lượng sản xuất được ổn định. Thì đấy là cái ảnh hưởng gián tiếp do cơ chế giảm thuế này mang lại. Ngay sau khi có quyết định giảm thuế VAT từ ngày 1 tháng 7, Cục Thuế Bắc Giang đã tổ chức hội nghị giải quyết thắc mắc về thuế cho doanh nghiệp, đặc biệt là thuế VAT. Giống như gần 100 doanh nghiệp có mặt tại hội nghị, anh Nguyễn Văn Thống cảm thấy rất hào hứng khi ngay lập tức chính phủ đưa ra động thái để hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Đối với năm 2023 thì cái đơn hàng và các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng sẽ có giảm sút hơn. Chúng tôi kỳ vọng là không có cái tăng trưởng đặc biệt trong năm 2023, thì có lẽ cái số tiền thuế giảm được cũng sẽ tương tự hoặc giảm hơn so với năm 2022 một chút xíu, dự kiến trong khoảng xấp xỉ 2 tỷ. Còn tại Bắc Giang, năm 2022, chính sách giảm thuế VAT không ảnh hưởng quá lớn đến thu ngân sách. Tổng số thu ngân sách của tỉnh vẫn vượt kế hoạch trung ương giao khoảng 140%. Số thuế VAT giảm đã giúp tạo vốn cho doanh nghiệp đưa vào sản xuất kinh doanh hàng nghìn tỷ đồng. Cũng như dự đoán của năm 2020, tình hình thực hiện của 2022 và dự đoán 2023 thì tình hình giảm thuế VAT từ 10 xuống 8%, nó chỉ ảnh hưởng cũng rất nhỏ, cái số thu chỉ khoảng 50 tỷ. Trở lại thôi, thứ hai là sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp khoảng 1.000 tỷ đồng để doanh nghiệp có đồng tiền để quay vòng vốn. Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm sẽ gây hụt thu ngân sách nhà nước khoảng 24.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, kỳ vọng tiêu dùng sẽ tăng lên đáng kể bởi theo thống kê, các mặt hàng được giảm thuế VAT xuống còn 8% nằm trong giỏ hàng hóa thiết yếu, chiếm 75% tỷ trọng mua sắm của người tiêu dùng. Điều này có nghĩa là khoảng 10 người tiêu dùng thì sẽ có 7 người được hưởng lợi từ chương trình giảm thuế của chính phủ.